Nguồn gốc của các ngày lễ Tết mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng nhìn chung đều thuộc các nghi thức tôn giáo. Đó là một trong những đặc điểm riêng để phân biệt mỗi tôn giáo và tín đồ của nó với những người khác họ. Trong bộ luật Sharia của Islam, có rất nhiều văn bản luật được truyền lại liên tục về việc quy định cho phép tín đồ Muslim vui hưởng mỗi hai ngày lễ Tết lớn trong năm, gồm Eid al-Fitr và Eid al-Adha, và một ngày lễ Tết hàng tuần vào thứ sáu. Sứ giả của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Inna li kulli qawmin eidan wa hadha eiduna. Thật ra, mỗi một cộng đồng đều có ngày lễ Tết riêng và đây là lễ Tết của chúng ta. Ngoài ra, các ngày lễ Tết khác như Giáng sinh, Giao thừa là các ngày lễ Tết của dân Kinh sách, Thiên Chúa và Do Thái. Theo đó, người Muslim không được phép công nhận hoặc tổ chức nó, cũng không được phép chúc mừng họ hoặc tham gia cùng họ. Điều đó bao gồm cả việc tặng họ những món quà liên quan hoặc cung cấp mua bán với họ các đèn, các loại cây, các loại thực phẩm đặc trưng riêng liên quan đến các ngày lễ Tết này. Điều này bị cấm bởi hai lý do. Thứ nhất, đó là một hình thức bắt chước họ và thừa nhận việc vô đức tin của họ. Trong khi đó, Islam nghiêm cấm mọi hình thức bắt chước người vô đức tin về mọi nghi thức riêng của họ. Thứ hai, qua việc tổ chức tham gia các lễ Tết này là hình thức đổi mới, cải biên về tôn giáo của Allah. Học giả Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nói, việc chúc tụng nhau nhân các dịp lễ Tết đặc trưng riêng của người vô đức tin là điều bị nghiêm cấm mà không có ý kiến khác phản đối. Bởi khi chúc mừng họ, bạn sẽ nói, chúc anh chị một ngày Tết hồng phúc hoặc các lời nói tương tự. Nếu hành vi này bình an khỏi tội vô đức tin thì cũng đã vi phạm điều haram, bị cấm. Điều này không có nghĩa chúng ta cư xử xấu với họ hoặc muốn gây hấn với họ. Mà thật ra việc từ chối tham gia không một hành động xấu nào, chẳng qua đó là để phân biệt rõ ràng giữa người Muslim trong tín ngưỡng và nghi lễ của mình với các biểu hiện tôn giáo của những người khác họ. Tuy nhiên, Islam cho phép nhận quà của người vô đức tin dân dịp ngày lễ Tết của họ. Điều này không bị xem là tham gia hoặc thừa nhận việc tổ chức lễ Tết của họ, chẳng qua là thể hiện sự tương tác và thắt chặt với ý định muốn mời gọi họ đến Islam, miễn sao đó không phải là thịt giết vì lễ Tết. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nói, được phép nhận quà cáp từ người vô đức tin nhân ngày lễ Tết của họ tặng. Hành động này được truyền lại chính xác từ thủ lãnh Ali bin Abi Talib radiallahu anhu là ông đã nhận quà từ người Ba Tư nhân ngày lễ Al-Bayruz của họ. Và ông Barza đã nhận quà của người hàng xóm là người bái hỏa giáo khi họ mang quà tặng ông vào ngày lễ Tết Beirut và các lễ Tết khác. Và ông đã dặn người nhà, nếu là trái cây thì nhận, còn những thứ khác thì trả lại.